ngày 30 tháng 10, Công an phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, trên địa bàn phường này vừa phát hiện một nam thanh niên tử trận trong phòng trọ. Thông tin ban sơ cho biết, chiều cùng ngày, người dân ở đường Lục Niên, phường Vinh Tân, nghe mùi hôi thối nồng nặc nên kiểm tra xung quanh. Khi kiểm tra, người dân thế hệ phát hiện một nam thanh niên nằm chết ở phòng khách của căn nhà 2 tầng. Tại hiện trường, nạn nhân nằm chết trên chiếu ở phòng khách phía trước. Nạn nhân đã tử trận từ nhiều ngày trước, thi thể đang phân hủy. Sau khi xác minh, cơ quan công dụng xác định nạn nhân là Dương Mạnh Cường 1985, soàn trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương. Được biết, nạn nhân thế hệ thuê nhà trọ này được 5 ngày. Nạn nhân chưa có hậu phi con, làm nghề tự do. Hiện nguyên nhân vụ việc đang nối tiếp được điều tra làm rõ.